Nhằm trao đổi về chính sách phát triển điện gió ngoài khơi của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ông Matt Hutchison, Chủ tịch nhóm công tác Đông Nam Á của Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu GWEC. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050, Việt Nam cần đẩy mạnh các hoạt động phát triển điện gió ngoài khơi trong thời gian tới. Bộ Công Thương cần GWEC hỗ trợ tư vấn chính sách, tư vấn về nguồn tài chính, hỗ trợ về công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư và hợp tác đầu tư trong sản xuất điện gió ngoài khơi, v.v. Ông Matt Hutchison, Chủ tịch GWEC đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thể hiện mạnh mẽ vai trò của mình với những cam kết tại COP26. GWEC sẵn sàng cùng Bộ Công Thương tổ chức các hội thảo về lĩnh vực năng lượng tái tạo, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác vận hành, quản lý và phát triển năng lượng tái tạo một cách bền vững. Bên cạnh đó, GWEC cũng sẽ hỗ trợ về chuỗi cung ứng cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho ngành điện gió ngoài khơi của Việt Nam. Được biết, GWEC là tổ chức quốc tế đại diện cho ngành năng lượng gió, gồm hơn 1.500 doanh nghiệp và tổ chức thành viên ở hơn 80 quốc gia trên thế giới. GWEC làm việc với các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước để góp phần xây dựng môi trường chính sách tốt hơn cho ngành năng lượng gió, năng lượng tái tạo.